Chào mừng anh em đã quay trở lại với Phê Rốc. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chuyên mục Có Thể Bạn Chưa Biết. Đây sẽ là những tiểu tiết mà mình góp nhặt được sau nhiều năm bị game chơi. Biết thêm những mánh khóe này, biết đâu bạn sẽ trở thành chúa tể trích lỏ. Chơi game mà chỉ biết cắm đầu vào game thì là một thằng nghiện, nhưng mà chơi theo kiểu hiểu sâu biết rộng về game thì nó sẽ trở thành game thủ chuyên nghiệp lúc nào không ai hay. Không chờ chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Bạn biết đấy, đây là game của tàu. Mà đã là tàu thì họ sẽ cài cắm vô vàn nội tại ẩn vào game liên quan đến phong thủy, xổ số, lô đề. Nếu bạn là một người chơi KVK có thâm niên thì chắc hẳn bạn sẽ nhận ra rằng trại nằm ở góc 11 giờ thường sẽ là trại mạnh nhất, có sức mạnh, điểm tiêu diệt hay độ năng động áp đảo các trại còn lại. Dĩ nhiên thì đây là lý thuyết thôi, chứ mình không đảm bảo rằng tất cả các trại nằm ở hướng 11 giờ lúc nào cũng làm bố của cả map cả. Tuy nhiên thì một mô típ hầu hết sẽ là như này anh em nhé. Bỏ qua KVK 1 đi, vì KVK 1 này sắp xếp lần lượt theo số thứ tự mà. Từ KVK 2 trở đi thì vương quốc mạnh nhất sẽ nằm ở đây. KVK 3 thì hai vương quốc mạnh nhất cũng sẽ chia nhau góc 11 giờ này. Đến hầu hết các định dạng KVK ở mùa chinh phạt cũng vậy. Anh hùng ca, trại lửa thường mạnh nhất. 8 phe xung đột cũng vậy. Vây hạ Moklin, binh hùng thành cao, thần quyền phân tranh cũng thế. Hẳn là có một quy tắc ngầm nào đó mà Lilith đã đặt ra. Nhưng chắc chắn để ngồi được vào vị trí đắc địa này thì trại đó sẽ nhận được một nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng lớn. Đánh thì có thể chưa chắc giành được chức cúp vô địch KVK đâu, nhưng mà cúp trong lòng người hâm mộ thì có rồi đấy. Hơn nhau là ở cái tầm nhìn, cái này thật sự đúng trong việc đánh bôn trong Royal Kingdom. Để có được tầm nhìn tốt thì những trại xếp ở góc trên của bản đồ sẽ có lợi thế hơn các trại khác. Điển hình là trại lửa luôn luôn ngồi ở trên đầu trên cổ mấy trại kia. Ở thời điểm mà cái kịch bản này ra đời, với việc sắp xếp góc ở trên thì các đạo quân của bạn di chuyển vào bôn và chiến đấu thì cái avatar của tướng sẽ nằm hẳn ở bên trên màn hình. Do đó nó sẽ tạo khoảng trống để bạn có thể nhìn thấy kẻ thù, nhắm mục tiêu chính xác hơn và chiến đấu dễ dàng hơn. Ở chiều hướng ngược lại thì các trại ở dưới khi đi từ dưới lên, avatar tướng sẽ nằm ở chính giữa màn hình. Nhiều avatar sẽ đan xen vào sẽ làm khuất đi tầm nhìn của bạn. Với sự hạn chế này, bạn sẽ khó điều binh khiển tướng hơn so với trại lửa ở góc trên bản đồ, dẫn tới là việc bạn chiến đấu sẽ kém hiệu quả hơn. Còn ví dụ như cuộc chiến giữa trại lửa và trại đất chẳng hạn, khi hai trại này cao bằng nhau thì với kinh nghiệm của mình sẽ cho anh em biết một trích lõi như sau. Ví dụ như là mình lead bôn trại hỏa đi, mình sẽ đi bôn lên cao hơn trại đất một chút và đánh chéo xuống hoặc là đánh thẳng từ trên xuống. Như vậy thì thành viên bên mình sẽ thấy rõ các mục tiêu và chiến đấu hiệu quả hơn, cũng như là có nhiều điểm tiêu diệt hơn. Chẳng phải tự nhiên mà binh pháp tôn tử nói rằng đánh từ trên xuống thế như chạy xe đâu anh em ạ. Cơ mà vừa rồi update bỏ cái avatar tướng rồi. Thôi thì sự thật này mang tính lịch sử anh em nhé. Dân châu Á ta đi vô bà. Đấy là châu Á nào chứ, mình cũng là người châu Á mà mình suốt ngày đi vào bôn chứ không đi vào bà nào cả. Có thể bạn ít để ý, timeline của game hay còn gọi là các mốc thời gian trong KVK sẽ diễn ra các sự kiện cũng như các trận đánh với mốc thời gian thực không hề ủng hộ cho người châu Á. Ở tất cả các KVK thì chương đầu tiên sẽ là xây dựng pháo đài liên minh, và thời điểm kết thúc chương này sẽ quyết định thời gian mở các cấu trúc cũng như các cuộc chiến ở phần sau của KVK. Thì ở hầu hết các KVK, cái chương đầu này sẽ kết thúc vào khoảng 11 đến 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam. Do đó, đền đèo và các thánh địa sẽ mở sau 12 tiếng. Vậy là toàn mở vào 11 đến 12 giờ đêm thôi. Mấy anh em ở bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Indo thì cứ tầm 1 đến 2 giờ đêm mà dã. Giờ này thì giờ hoạt động của những Dracula và cú đêm, chứ đa phần anh em đều phải ngủ để mai còn thức dậy đi làm đi học các kiểu. Người châu Mỹ, châu Âu thì chắc khung giờ này là giờ vàng của họ rồi, còn người châu Á thì khá thiệt thòi. Mà đó chỉ là những trận đánh đầu thôi. Sau đó thì ở tầm zone 6 sẽ có một chương xây đủ 200 cờ. Nếu bên kia chiến tuyến là các vương quốc châu Âu hay châu Mỹ mà họ biết bên bạn là toàn người châu Á thì các bạn xác định luôn, cái chương xây cờ này sẽ bắt đầu khoảng 11 đến 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam. Họ sẽ dùng rất nhiều liên minh bật bắp xây cờ nhanh, xây ầm ầm trong 1 giờ cho xong 200 cờ và kết thúc chương. Vậy là những trận chiến sau đó, bao gồm trận chiến quan trọng nhất tại King Zone, sẽ diễn ra vào 0 đến 1 giờ đêm theo giờ Việt Nam. Mấy anh em Hàn Quốc, Trung Quốc thì còn khắm hơn nữa khi vào 2 đến 3 giờ sáng theo giờ của họ. Nói chung thì giờ đó là Kingdom không thể tham gia 100% được, dẫn tới là vương quốc thuần châu Á sẽ cần những người chơi hộ hay còn gọi là pilot. Chứ nếu không King Zone mở mà 30 phút đầu chỉ có online le que vài người thì coi như là cúc luôn anh em nhé. Kể từ đèo 4 ở KVK 2 thì có thể ăn đèo nhanh bằng cách sầu am luôn. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cần sầu am đèo? Lý do là vì chiếm đèo càng nhanh thì bạn càng có nhiều lợi thế. Bên nào xử lý công canh, xử lý lỗi sẽ chậm lại một nhịp, khiến toàn bộ chiến thuật sẽ đi đời nhà ma. Tệ hơn là bị kẻ thù chơi trên cơ và dẫn đến hậu quả cuối cùng là thua ở trận đấy và bị nhốt luôn chẳng hạn. Ở KVK 1 thì tất cả người chơi đều dùng chung một bể tướng khá là cá đuối. Tướng đã ít sát thương lại còn kém đa dạng nữa.
phải đợi sang KVK2 với những Alex, Edward, Tomerit thì đây là những chỉ huy có khả năng dồn sát thương đáng sợ. Qua đó thì có thể đánh sập hầm trước khoảng thời gian 5 phút. Bởi vì sau khoảng thời gian 5 phút này thì cái hầm đó sẽ gây rất nhiều sát thương lên các đạo quân chạm vào chúng. Qua đó thì không ăn được hầm đâu anh em ạ. Trang bị cũng là một thứ ảnh hưởng rất nhiều khiến những người chơi KVK1 không thể sống hoàn bèo. K1 mà có 10 ông T5 đi chăng nữa mà trang bị thì VIP nhất là có 4 món trang bị vàng chẳng hạn thì thôi cũng không sống hoàn nổi đâu anh em ạ. Tech còn yếu thế nên việc ăn đèo cần sự hỗ trợ từ Rally, nhưng mà bước sang KVK2 với 50 người chơi ưu tú với lượng sức mạnh kinh khủng đã đổ bộ về, vậy nên những người chơi mạnh nhất của mỗi Kingdom có thể thay phiên nhau sổ hoàn đèo. Đội quân nào mà chạm ngưỡng 70% máu thì rút ra để thay thế những đạo quân khác vào. Qua đó thì chúng ta có thể ăn đèo nhanh hơn và vận hành các chiến thuật tốt hơn. Vương quốc 1002 có thể nói là vương quốc sống vội nhất trong Rise of Kingdom. Có thể coi đây là vương quốc của sự khởi đầu. Mọi sự kiện trong game ở đây đều diễn ra sớm hơn một ngày so với các vương quốc khác. Anh em mà muốn kiểm tra lịch sự kiện, tính toán thời gian để tiêu game hay đại loại thế thì cứ tạo một arc clone ở vương quốc này là biết ngay. Ở đây mình có một cái fact. 1002 đang là đại đế quốc mạnh thứ 5 toàn cõi Rise of Kingdom nếu xét về con số sức mạnh. Còn nếu nói về thực lực thì do có quá nhiều farmer ở vương quốc này nên mà nếu có va chạm thực sự thì vương quốc này thậm chí còn thua những vương quốc seed A, thậm chí cả vương quốc seed B luôn anh em nha. Ragnar là một vị chỉ huy quán rượu người Viking với ngoại hình cao to đen hôi khiến bao chị em rụng trứng. Ông ta sở hữu bộ kỹ năng rất nhiều hiệu ứng buff tấn công, buff sát thương, đi kèm với đó là bảo tàng giàu chỉ số phòng thủ và giảm sát thương nữa. Khi đóng vai trò làm chỉ huy phụ cho các cuộc rally, ông này không thua kém gì những Takeda hoặc là Julius Caesar, sát thương đầu ra phải nói là cao chót vót. Zero bào thành phố thì cứ gọi là thừa sống thiếu chết luôn. Anh em có biết là đã từng có một thời, cặp rally mạnh nhất đấm mọi thể loại đồn trú đó là Adhu và Hermit Prim, đi kèm với đó là kỹ năng phụ trợ số 4 của Tomerit. Để có được kỹ năng này thì bạn phải chơi map Anh Hùng Ca hoặc là map Vây Hãm Oglin. Cặp đôi này có sát thương đầu ra lớn từ bộ kỹ năng của Adhu, chỉ số cộng thêm cũng rất nhiều từ chuyên mục của ông ta. Đặc biệt nhất là đi bắp độc của Hermit và Tomerit, đánh càng lâu thì tích độc càng nhiều. Đồn trú của kẻ thù sẽ chịu thêm vô vàn sát thương và lượng sát thương này tăng dần lên theo thời gian. Không chỉ vậy, khả năng counter sổ oam của bộ đôi này cũng vô cùng tuyệt vời với rất nhiều sát thương diện rộng, đặc biệt là kỹ năng chủ động của Hermit spam liên tục, nên là ông nào lớn ngớ đi qua mà ăn hai quả sói vồ này thì coi như là xong. Các chỉ số cơ bản cũng rất cao nhờ chuyên môn của Adhu. Mỗi tội ở cặp này phải nhồi full cung thủ và giờ thì gặp bà kẹ Eleanor của kỵ binh nên cũng bớt ăn nói ngông cuồng rồi. Các bạn đang thắc mắc tại sao mình biết cái này ư? Thực ra thì mình cũng là một YouTuber mà. Có thể là không nổi tiếng cho lắm nhưng dù sao thì với độ đẹp trai và sự uy tín của mình cũng ăn may có một slot này. Phải nói là Lilith cực kỳ quan tâm đến cộng đồng và họ chủ động liên hệ cũng như là tạo những điều kiện cho các YouTuber với tài khoản ở server test những nội dung trong bản cập nhật mới nhất mà mình có thể tự do khám phá, vọc vạch cũng như là test trước những tính năng chỉ huy mới trong bản cập nhật. Mỗi tội thì mỗi một người chỉ được cấp một gói mà trong cái gói đó chỉ có một tài khoản nên là hay phải test với man dợ, hơi tù anh em ạ. Nếu anh em là những người hay hóng giống mình thì nhớ like, đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất của chúng mình nhé. Và video đến đây cũng khá dài rồi. Anh em còn góp ý về những sự thật nào có thể những người khác chưa biết không? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những content hay ho nhất từ chúng mình. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.